Thưa quý vị và các bạn tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khỏe hơn đẹp hơn và có lẽ rằng là cái tiểu mục này từ trước đến nay vẫn luôn luôn mong muốn rằng là mang tới cho quý vị và các bạn đặc biệt là các chị em phụ nữ sẽ có thêm nhiều những cái bí quyết ừ. làm thế nào để chúng ta sẽ luôn xinh đẹp, tự tin, tỏa sáng rực rỡ trong mọi hoàn cảnh đúng không ạ? Và mọi người thì thường vẫn hay nói là khi mà muốn đẹp thì đôi khi chúng ta sẽ phải chấp nhận những cơn đau đớn. À, không biết rằng là chị Khánh Phương có cảm thấy như thế không nhưng mà em nhớ rằng là đã có một lần nói về cái câu chuyện là giày cao gót. À, thì mọi người có nói rằng là đôi khi chúng ta nhìn thấy thế nhưng mà không phải thế bởi vì sao khi mà chúng ta nhìn thấy một cô gái xuất hiện trong đôi giày cao gót trời ơi quá lung linh quá uyển chuyển duyên dáng đúng không ạ à, thế nhưng mà những cái đau đớn mà người con gái mang giày cao gót phải chịu thì chúng ta không thể nào không nhắc đến bởi vì à, bản thân giày cao gót đi thì nó đã nó không phải là một cái mặt phẳng mà nó dốc xuống vì vậy ừ. rất là khó chịu cùng với đó là đặc biệt trong cái thời tiết mà mùa đông hiện nay như là tại miền bắc và bắc trung bộ thì chúng ta sẽ còn phải chịu cái cảm giác như là bốt chân này rồi là e bốt đau nhức khi mà chúng ta đi giày cao gót quá lâu nữa và đó cũng sẽ là cái chủ đề mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong cái tiểu mục khỏe hơn đẹp hơn ngày hôm nay đó là làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc đôi chân của mình khi đi giày cao gót trong cái thời tiết như thế này Vâng ạ, à, và thưa quý vị, nghe cái từ đau đớn khi mà mang giày cao gót thì quý vị sẽ cảm thấy là có thể là chúng tôi hơi làm quá câu chuyện Nhưng mà những người mà thường xuyên mang giày cao gót thì sẽ thực thật sự Sẽ hiểu là thấm được đúng vậy. rồi thực sự là thấm cái sự đau đớn của nó là như thế nào thực ra có nhiều người bảo đó, đau quá vậy thôi đừng mang đâu có ai bắt mang đâu nhưng mà phái nữ của, của chúng ta vẫn mang bởi vì nó đẹp thưa quý vị đúng à, không nó ai có sự... thể từ chối vẻ đẹp được thưa quý đúng vị. rồi thậm chí là từ những cái đôi bốt cao gót này những cái đôi giày cao gót hay là guốc cao gót những cái đôi xăng đan uh, cao gót rất đòi đi rồi cho đến những cái đôi giày mà bata ta hiện nay những cái đôi giày sneaker ở bên trong người ta cũng có đụng thêm cái gót để nhìn cho cái dáng dáng người khi mà đi trên những cái cái đôi giày này nó sẽ được uyển chuyển, nó sẽ thon thả hơn. Mà phụ nữ thì ai cũng thích những cái đôi giày mà có thể tôn lên cái vóc dáng, cái dáng người của họ. Cho nên vì vậy cái lựa chọn đôi giày cao gót chắc chắn là một trong những lựa chọn về giày dép không thể nào thiếu trong cuộc sống của chị em phụ nữ chúng ta đúng không ạ dạ, vậy thì trong cái tiểu mục ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về câu chuyện mang giày cao gót và cái bí quyết làm sao để có thể chăm sóc và hạn chế được những cái cơn đau uh, cơn đau chân mà do giày cao gót mang lại cho chúng ta và bản thân cánh phương thì thật ra có một cái niềm gọi là đam mê thì cũng đúng thưa quý vị đối với những cái đuôi giày cao gót có một thời gian mà khi cánh phương phải uh, uh, mang bầu uh, con của mình thì không mang giày cao gót thì mình cảm thấy là người của mình nó cứ bị À, tớ. Yeah. tại vì thứ nhất là do cái cân nặng của mình tăng rất là nhiều trong cái quá trình mình mang thai ờ, phương thì phương nhớ không nhầm là phương tăng 22 mươi cho đến hai mươi lăm kg lần mà mình nếu như mà trước đây mình mang giày cao gót quen rồi mình quen nhìn cái hình ảnh của mình ở trong cái trên cái đôi giày cao gót nó có, nó mềm mại hơn nó cao ráo hơn vì đúng vậy đúng, đúng rồi đúng, đúng rồi à, và vì vậy khi mà có bầu mà phải từ chối đi những cái đôi giày cao gót này thì à, có một thời gian là khánh phương cảm thấy là mình bị xấu đi ừ. thực ra người ngoài nhìn thì vẫn thấy là ồ có thể là động viên mình là không đâu nhìn cháu vẫn vẫn như lúc trước à, à, vẫn cao ráo thế nhưng mà bởi vì do cân nặng của mình tăng này rồi mình lại không được à, sử dụng những cái đôi giày cao gót này nữa cho nên vì thế mình cảm thấy mình không có được lung linh bằng lúc mà mình sử dụng những cái đôi dài cao gót này và khi mà sinh xong bé đầu tiên bẵng một đi một thời gian là 6 tháng luôn khi mà khánh phương quay trở lại mang những đôi giày cao gót thì cái cảm giác lạ lẫm nó đã xuất hiện vân trang à. tại vì trước đó phương mang giày cao gót là phải từ 8, 9 cho đến 10 cm không bao giờ mà mang những đôi giày cao gót thấp thưa quý vị càng cao khánh phương càng thích đi thế nhưng mà khi sinh con xong rồi quay trở lại công việc mình được đi giày cao gót rồi thì lúc này chỉ ngậm ngồi mang những cái đôi giày 3 cm 5 cm cho đến 7 cm thôi bởi vì khi mà mình hở từ một phát mình từ đế bằng mà mình lên giày cao gót mà mình mình lên lên um, những cái độ cao nó hơi cao quá mình sẽ cảm thấy là bị trên vênh chín choáng và họ phương nhớ là có lần mà khánh phương uh, quay trở lại công việc mà khánh phương mang lại giày cao gót đó, thì mình về nhà mình đã đau mất đúng một ngày luôn bởi vì khi mà mang giày cao như vân trang cũng chia sẻ rồi cái trọng lực của mình nó dồn lên trên cái mũi chân mà giày cao gót đẹp là những cái đôi đôi giày cao gót phải càng bó cái mũi chân mới là càng đẹp cho nên vì vậy mình đau mất một ngày không biết là vân trang vân trang có có niềm đam mê với giày cao gót không và uh, những cái kiểu giày cao gót nào thì vân trang hay sưu tập trong tủ giày của mình. thực ra thì cũng phải chia sẻ trước khi mà đến với chia sẻ của bản thân mình thì cũng phải nói với quý vị và các bạn đó là bản thân bên tập viên khánh phương thì đã là một người rất cao rồi <laughs> nhưng mà lúc nào cũng chơi hàng nặng là phải 10 cm. <laughs> Thế cho nên là lúc nào cũng cao lên khênh luôn á ừ. mà lại, dáng lại còn thanh thoát nữa. Cho nên là Thôi. trông không hết gì người mẫu. Đây <laughs> là khi mà 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 chuyển xuống giày bằng thì có lẽ rằng cũng có những cái sự uh, cảm ngỡ. thấy mỡ ngỡ yeah. và khi quay trở lại lên cao thì cũng có những sự bỡ ngỡ đúng bởi đúng vì rồi. là mình phải giảm từ từ lên từ từ chứ không thể nào xuống đột ngột được. Thế nhưng mà còn bản thân vân trang thì không cao như chị khánh phương vì thế mà đôi khi đi trên những đôi giày thì bản thân em nhé là một người mà phải di chuyển nhiều ừ. vì thế mà cũng chuộng những cái đôi giày bằng hơn bởi vì đôi à. khi mà đi làm tin hoặc là chạy đi chạy lại làm ừ. cái này cái kia thì luôn luôn là muốn là đi giày bằng thì nó sẽ dễ chạy hơn thế nhưng mà không biết rằng là chị khánh phương có một cái suy nghĩ thế này không nhưng bản thân em thì nghĩ rằng là cứ khi nào mình cảm thấy tự ti nếu mình buồn chuyện gì đó hoặc là mình thất tình đi mình mà khi mà mình thất tình mà không biết là quý vị có thấy thế không nhưng mà mình cảm thấy tự ti nhất nha khi mà mình thích một người khác Tức là bình thường thì không sao mình tự tin lắm nhưng mà một khi mà mình thích người ta rồi tự nhiên mình cảm thấy tự ti Và xa xung quanh người ta có nhiều cô gái xuất sắc đến như vậy. À. Mình liệu mình có đủ tư cách để thích người ta hay không đó mình cứ hay có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Cái xong rồi thì mình phải mua kỳ... Không hả? không không thì bất kỳ những cái lúc như thế ạ thì em thấy rằng là đi một đôi giày cao gót này là cảm thấy tự tin liền đúng rồi đi giày cao gót này tô xong môi đỏ lên và làm tóc make up thật là lộng lẫy đi ra ngoài đường tự nhiên mình cảm thấy là rất là nhiều ánh mắt đang nhìn mình thì nó tiếp thêm cái năng lượng và sự tự tin cho mình thực ra là phương hiểu cái cái cảm giác mà vân trang vừa chia sẻ à, bởi vì có thể là đối với cái một cái người đàn ông hoặc là một cái đối phương nào đó mà mình quan tâm đi à, thì mình sẽ cảm thấy là mình sẽ quan tâm hơn đến anh ấy và để cái đời... đến người ta đúng rồi và đời sống xung quanh của Ấy dạ. là có những cái cô gái nào à, và tại sao um, những cái cô gái này lại có thể là xinh đẹp hoặc là có những cái mà mình không có mình sẽ tập trung vào những điểm đó còn đối với những cái người mà mình không thích nó không bao giờ mình quan tâm đâu dạ. thậm chí là xung quanh anh ta có là hoa hậu hoa khôi siêu mẫu đi chăng nữa mình Tũng cũng không phải kể. việc của mình đúng đó rồi. Chính vì thế mà sao mà <laughs> phải chia sẻ với quý vị đặc biệt là phái nữ phái đẹp ừ. đó là à, thôi thì có thể là chúng ta không bằng ở phương diện này không bằng ở phương diện khác nhưng mà như chúng tôi cũng đã nói chuyện và chia sẻ rất nhiều lần trong chương trình nói về Cuộc sống rồi mình cứ phải đẹp trước đã Đúng. mình cứ phải chỉn chu trước Đúng đã à. vì thế mà có lẽ rằng là bên cạnh son môi thì giày cao gót cũng là vũ khí không thể thiếu của người phụ nữ khi mà chúng ta muốn mình trở nên thanh thoát hơn rực rỡ hơn và quyến rũ hơn chị khánh phương công nhận không khi mà chúng ta đi trên giày cao gót á, là cái dáng đi của mình nó quyến rũ hơn quyển rất là chuyển nhiều nó uyển chuyển hơn rất là nhiều đặc biệt là thời điểm này khi mà mốt là những chiếc váy dài này hay là những chiếc quần mà ống loe này ống đứng này thì tất cả nó đều tạo cho bản thân của người mặc nếu như đi một đôi giày cao gót thì nó sẽ có một cái hiệu ứng hoàn toàn khác với việc chúng ta đi giày bệt. Vì thế mà à, dù là có hơi đau đớn, dù là có hơi khó chịu thì các chị em phụ nữ vẫn chấp nhận và sẵn sàng đi giày cao gót. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lựa chọn những đôi giày cao gót làm thế nào để phù hợp với bản thân mình thôi và nên lựa chọn những đôi giày cao gót có chất lượng thì ừ. như vậy chúng ta cũng sẽ giảm cái khả năng đau đớn tuy là chúng ta vẫn phải vẫn phải chịu những cái sự đau đớn và khó chịu đấy. À, những cái sự đau đớn và khó chịu đấy là gì? Đầu tiên thì chúng tôi có thể kể đến là có thể bị tổn thương cổ chân này hay là gót chân. À, giày cao gót khoảng 7 cm thì cho dù là là gót nhọn hay là gót bằng thì đều gây áp lực lên xương bánh chè cao hơn 30% so với giày đế thấp. Vị trí khớp thứ hai bị ảnh hưởng lớn đó là khớp cổ chân và gót chân. Trọng lượng cơ thể bị dồn xuống mũi chân, khớp cổ chân khi ở tư thế gập quá lâu sẽ khiến cho chân bị đau nhức. Với tư thế nhón chân khi mang giày cao gót thì áp lực tác động lên mũi chân sẽ gia tăng một cách đáng kể. Điều này không chỉ gây đau mà còn có nguy cơ kéo theo một số biến chứng phức tạp như là biến dạng ngón chân cái hoặc là u thần kinh. Trong một số trường hợp, ngón chân phỉ đại cũng có nguy cơ cao phát sinh. Ngoài ra khi nói về tác hại của giày cao gót thì quý vị và các bạn sẽ không thể bỏ qua đến tình trạng là co thắt gân và dây chẳng nâng đỡ vòng bàn chân gây viêm cân gan chân. Ngoài ra, khi mà mang dài cao gót ngoài những cái tổn thương mà về cổ chân gót chân như mc Vân trang cũng đã chia sẻ thì quý vị sẽ có thể gặp một cái tình trạng nữa đó chính là bị thoái hóa cuộc sống và bị viêm khớp theo thống kê thì phụ nữ dễ bị thoái hóa khớp gối hơn so với là nam giới một trong những nguyên nhân làm tăng cái rủi ro mà viêm xương khớp đầu gối ở phụ nữ đến từ tác hại của chính đôi giày cao gót thưa quý vị xương ống chân thì có xu hướng là xoay vào trong để giữ thăng bằng khi mà chúng ta đang mang giày cao gót nhưng nếu diễn ra thường xuyên tình trạng trên có thể sẽ có khả năng tác động nghiêm trọng đến phần sụn trong khớp gối lâu ngày sẽ phát triển thành viêm xương khớp theo các chuyên gia cũng khuyến khích người bị thoái hóa khớp gối thì nên chú ý chọn mang giày dép làm sao để an toàn hơn thay vì di chuyển trên những cái đôi giày cao gót cao lên kinh để nhằm tránh tạo thêm áp lực góp phần đẩy nhanh quá trình bào mòn sụn khớp đầu gối. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng có thể gặp rắc rối liên quan tới việc là đau lưng dưới hay là lệch xương nếu như chúng ta đi giày cao gót quá nhiều. Khi áp lực cơ thể quá lớn dồn lên phía trước bàn chân thì có thể làm khung xương chậu bị lệch sang một bên. Thêm vào đó thì nó có thể gây ra sự phân bố không cân bằng, gây ra đau nhức, viêm và đau lưng ở vùng dưới. Nhóm cơ thắt lưng chậu và các cơ bắp chân sẽ phải nỗ lực hoạt động hơn để di chuyển trên giày cao gót không ít người xem việc này như là một cách để rèn luyện cơ nhưng thực tế liên tục vận động với cường độ cao thì có thể gây căng cứng hoặc thậm chí là co cơ và từ đó thì kéo theo các cơn đau ở phần hông và phần thắt lưng những chị em phụ nữ yêu thích giày cao gót thì không thể ngừng sử dụng chúng như chúng tôi đã chia sẻ rồi chúng ta không thể nào từ chối cho cái đẹp được có đúng không ạ ngay cả khi chúng ta nhận thức được những vấn đề có thể gặp phải à vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu thì ngay sau đây chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một số những cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình nhưng vẫn đẹp vâng thưa quý vị và một trong những cái cách mà để làm sao quý vị mang giày cao gót nhưng vẫn có thể bảo vệ sức khỏe của mình thì đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là thói quen khi mà một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi trên cái đuôi giày giày cao gót rồi thì quý vị đừng quên là sẽ ngâm cái đuôi chân xinh xắn của mình trong làn nước nóng nước ấm để giúp chân của mình có thể thoải mái hơn và máu được lưu thông xuyên suốt hơn Đồng thời khi mà ngâm chân như vậy sẽ giúp cho chúng ta được thư thái, thoải mái sau cả ngày làm việc mệt nhọc. Chúng ta cũng thêm vào một vài giọt tinh dầu hoặc muối khoáng vào nước rồi hãy ngâm chân trong nước ít nhất là 20 phút. Nước ấm sẽ giúp các mạch máu giãn ra và làm cho máu lưu thông đến chân dễ dàng hơn. Trong muối thì có chứa các khoáng chất tự nhiên như là magie hay là sunfat. Da sẽ hấp thu chất magi, magi này giúp cho các bắp chân cơ bắp phục hồi tái tạo những cái tế bào nhanh chóng và dễ dàng hơn và bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng quên là chúng ta hãy tập luyện cho đôi bàn chân của mình trước khi đi ngủ bởi vì rõ ràng là khi mà chúng ta đi giày cao gót thì cái lực chân phân bố không đều cũng sẽ khiến cho việc tuần hoàn máu của chúng ta bị ảnh hưởng và như chúng tôi cũng đã nói rồi nếu như trong thời tiết mà mùa đông tại miền bắc như hiện nay thì cái việc tuần hoàn máu cũng sẽ rất là đã khó khăn hơn rồi. huống Chi chúng ta lại còn đi thêm giày cao gót nữa vì thế mà trước khi đi ngủ sau khi mà ngâm chân thì quý vị và các bạn cũng nên tập luyện cho bàn chân cách thức như thế nào thì uh, quý vị và các bạn hãy đặt hai đến ba chiếc gối cứng trên một bề mặt phẳng, sau đó nằm xuống và đặt chân lên gối. Ở bên cạnh đó thì cũng nên sử dụng bồn massage chân bởi các chức năng hiện đại sẽ kích thích những vùng và các huyệt tại đôi chân, tác động đến nhịp điệu vận hành của toàn cơ thể, đem đến tác dụng trừ phong thấp, giúp cơ thể bài tiết độc tố, thúc đẩy vòng tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết, tạo cảm giác hưng phấn và xua tan mệt mỏi và những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ là sẽ cho quý vị và các bạn thấy rằng là những thiết bị công nghệ cũng đã giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên nếu không có thì cũng không sao cả. Chúng ta hoàn toàn có thể ngâm chân, sau đó tự xoa bóp đôi bàn chân của mình và kê cao chân lên để cho máu có thể tuần hoàn được trên toàn bộ đôi chân của quý vị và các bạn. Và ngoài cách là ngâm chân và tập luyện cho bàn chân thì chúng ta còn có những cách nào khác thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những hình ảnh của chúng tôi.